Ê, lên em luôn em ơi, làm anh thầy béo của vậy em ơi. AB110, xe nữ đi kỹ nha anh em ơi. Kỹ quá trời kỹ luôn nha anh em, kỹ tới mà chừng nào mà chạy hết đường mới háo ra nha. Thì đây là anh em ơi, AB Thái 110 nha, xe zin luôn. Bích chịch nha anh em, thì cái xe này á là ông anh đem lại mình với tình trạng là không có chạy được nha anh em. Ông nói là tự nhiên cái xe đang chạy, chị đang chạy xong rồi nghỉ mày. Tự nhiên cái nghỉ à. Thì đây anh em dở cái gờ, anh hiểu không? Thấy xét vô gò gớt từ luôn. Dây gò là hết mình, hết mẩy luôn. Nói chung là xe này là đi bộ nội là đủ tiền anh em. Bán đồng tiền mấy gạo luôn rồi nha anh em. Trong quá trình mình tháo ra mình sẽ kiểm tra cho anh em biết coi cái xe này hư cái gì. Dở cái nồi ra nè anh em, thì anh em thấy rồi đó, dây gò là từ luôn nha. Nồi trước nồi sau là tùm lum nha, nhớt nhau tè le luôn anh em ơi. Bây giờ mình tiến hành mình tháo luôn cái nồi trước ra luôn để mình kiểm tra cho anh trai này coi cái đồ xe này nó hư cái gì thì báo cho anh biết luôn nha anh em. Rồi ảnh có yêu cầu làm cái gì thì mình sẽ tiến hành làm cho anh cái đó nha anh em. Đó thì bây giờ tháo ra trước mặt anh luôn cho anh biết ha. Về phần chén bi nè anh em, còn ok, vệ sinh sạch sẽ là xài nha anh em. Hên quá cái chén bi còn được nha anh em mình ơi. Còn phần cánh quẹt nè, cánh quẹt của xe AB110 nữa là nó bằng sắt nha anh em, nó bằng thép đó cho nên là ít hao mòn lắm. Còn về phần bi nội anh em, bi nội xe này á thì nhìn mọi góc cạnh là nó tròn vo hết nha, nhưng mà nó bị một cái lỗi á là nó lắc cái ruột sắt ở trong á với cái miếng cao su ở ngoài á nó bị lắc nha anh em. Thì nó làm cho một cái tiếng kêu là ghè ghè khi mà anh em mới lên ga là nói nha anh em. Thì mình có tư vấn là hai OB này mới đi, cứ để nó kêu ghè ghè khó chịu lắm thì anh việc cho mình thay cho anh em. Còn cộng dây co gon nè anh em ơi, tới cục pin luôn, còn nửa cộng mà mình thấy còn nửa cộng là nó cũng chưa có đứt nữa, cho nên là mình yêu cầu anh nó là để ra đi xài tiếp đi anh. Chừng nào mà đứt hẳn á hãy thay cái anh mới nói mình có ghẹo nữa nha. Anh nói họ là hai dây co gon mới nhiều phát poly nè, thì lỏng lẹt luôn, kèm theo nó còn bị thêm một cái vấn bệnh nữa là vẫn bộ thì nó kêu gồ, nói chắc kêu bộ láp quá. Thì mình tháo cái poly ra mình quay bánh cho anh coi là không có kêu bộ láp. Đặc biệt á là trong cái phần mà phát láp phát dên nè là xì nhớt tùm lum luôn. Cái xe này là trong cái bộ nồi là chạy như là nồi chạy vô nhớt nha anh em. Còn cái lọc gió là ối trời ơi luôn, bích chịch luôn, nghẹt thở luôn anh em mình ơi. Thì cái lọc gió nó như cái lỗ mũi mình vậy đó, nó nghẹt thở vậy là cái xe mình nó hút gió ít thì nó bắt buộc nó phải đưa xăng thú nhiều cho nên á là nó làm hao xăng nha. Tuy một trước là xì dầu nha, một cây xì một cây còn thì bắt buộc phải phục hồi một cặp. Còn về cái phần tay thắng đĩa trước thì bóp vô mà không nhả ra nha anh em, nhả ra là phải lấy cái tay kéo ra phụ á. Thì nó chỉ hư những cái cao su nè anh em, những cái dụng này thôi chứ mấy cái đồ nhôm mình không có hư luôn nha anh em. Còn về cái phần vệ sinh họng xăng kim phun buồn đốt thì anh cũng có yêu cầu luôn là vệ sinh cho anh về cái phần họng nạp nha, họng xăng FI. Thì cái gói dịch vụ này là 250.000 là bao gồm là vệ sinh lọc gió, vệ sinh kim phun bằng sóng âm, vệ sinh họng xăng, họng nạp. Cái gói dịch vụ này nó phù hợp cho những anh em mà xếp y nha anh em. Thì hệ xếp y là mình nên làm cái gói dịch vụ này định kỳ thường xuyên, 25.000, 35.000 cây là mình làm một lần. Vệ sinh như vậy thì có tác dụng như anh em, thì nó sẽ làm cho cái đường gió của mình nó thông thoáng hơn, nó sẽ đưa cái lượng gió xuống nhiều hơn, gió vô nhiều thì xăng sẽ bóp lại nha. Cải thiện được cái tình trạng mà xe FI mà bị hao xăng nha anh em. Thì mấy anh em nào mà đang đi 35.000, 40.000 thì chưa vệ sinh thì cứ tới mình nha. Cái nồi của xe này là mình tháo ra, mình vệ sinh sạch sẽ trong phần lốc hết rồi anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay hai cái phốt nha anh em. Cái phốt lớn là cái phốt dên nha anh em, còn cái phốt nhỏ là phốt láp nha. Hai cái phốt này nó không được phép xì với cái nồi nha anh em. Nếu mà nó xì ra nó dẫn tới tình trạng là cái nồi nó bị trượt thì mình set up lại bộ nồi như ảnh nè. Chén bi là vệ sinh là sạch sẽ, bi nồi thì mình thay mới nha anh em. Mấy cái này là quan trọng nha. Bi nồi thay mới, kẹp trượt là hai mới nha. Ba cái ô thương ấm chấn là kêu bằng kẹp trượt nha anh em mình. Dây co gò thì cũng thay mới luôn, chứ không để lại con dây co gò hồi nãy mà xài lại anh em. Quay lại với cái phần lọc gió thì lọc gió là mình thay mới chứ không có tận dụng vệ sinh gì lại được hết. Tiến hành gắp cái nồi vô thì cái nồi xe này là mình gắp lại để nào tận dụng rồi được thì mình tận dụng nha. Kèm theo là mình khắc phục rung ga đầu cho anh luôn. Thì anh có yêu cầu là làm rung ga đầu nên anh em. Thì ở shop mình rung ga đầu là mình sẽ khắc phục theo đúng ý của anh em là rung ga đầu, còn gợn từng cơn là khắc phục theo gợn từng cơn nha. Như cái xe AB này nó bị cái bệnh là gợn từng cơn nữa, nhưng mà anh trai không có nhu cầu trị cái bệnh gợn đó cho nên là mình không có trị nha anh em. Tại vì bà chị bà chạy chỉ có 30-40 thôi, còn cái xe này nó gợn ở khúc mà 50-60 cho nên là bà không có cảm giác được. Cuối cùng là mình thay nhớt thì mình sử dụng cái dòng nhớt là nhớt Atlantis. Cái dòng nhớt này là tổng hợp hoàn toàn cấp nhớt 10-40 luôn, phân khúc mà dưới 2 xị là xài cái nhớt này là rất là ok nha. Full sin tổng hợp hoàn toàn nhập UAE nhớt láp thì mình sử dụng là nhớt láp Java nha. Cấp nhớt của nó là tới 180-140 anh em, để dành cho những cái xe nào nó bị hú láp nhẹ nha. Rồi cảm ơn em nha, anh em nào có nhu cầu sửa chữa khắc phục thì cứ tới mình nha anh em. Mỹ Tho Tiền Giang nha anh em ơi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha anh em mình ơi.